Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian ngày 19 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cân tập 549 chư vị pháp sư quý vị đồng học mời ngồi mời xem đại thừa Vô lượng thọ kinh giải Trang 711 Bắt đầu xem từ hàng thứ tư Đây là một đoạn khá dài Bắt đầu xem từ câu Thập Giảng Sinh Kinh nói Thập giảng sinh kinh nói Phật dạy Bồ Tát Sơn Hải Tuệ Bây giờ các con nên đứng lên chắp tay Thẳng người hướng Tây Chánh niệm Quán Nước Phật A-di-đà Mong thầy Phật A-di-đà Lúc đó Đại chúng cũng đều đứng lên chấp tay cùng quán phật a di đà lúc đó phật a di đà hiện thần thông lớn phóng ra ánh sáng chiếu đến thân bồ tát sơn hải tuệ lúc đó bồ tát sơn hải tuệ cùng tất cả đại chúng liền thấy tất cả những chuyện trang nghiêm diệu hảo của nước phật a di đà đều là thất bảo núi thất bảo cõi nước thất bảo nước chim cây rừng thường nói pháp âm nước đó mỗi ngày đều chuyển xe pháp ở trước chúng ta đã học đến đoạn này ở đây có một câu quan trọng nhất chúng ta phải nhớ nó thật kỹ đấy là mỗi ngày thường chuyển xe pháp đây là câu quan trọng nhất định không được lướt qua câu này là những gì người xưa thường nói xây dựng đất nước dạy học làm đầu từ xưa đến nay vẫn thường như thế nơi nào nền học vấn hưng thịnh nhất định nơi đó nhân dân sẽ an vui xã hội ổn định thực đúng như kim nói tất cả tai nạn không thể xảy ra nơi đó được tại sao thế giới cực lạc tốt đẹp như thế tại sao thù thắng như thế từ câu nói trên chúng ta có thể đi đến kết luận mỗi ngày giảng kinh mỗi ngày dạy học nhân dân toàn quốc từ bồ tát đến trời người Không ngày nào không nghe kinh Không ngày nào không dạy học Cảnh tượng dạy học ở thế giới cực lạ Có thể nói Đứng đầu trong tất cả cõi nước chư Phật Chúng ta thử quay đầu nhìn lại Khi Phật Thích Ca Mâu Ni đang tại thế 49 năm giảng kinh dạy học Chưa một ngày gián đoạn Đáng tiếc Những gì Ngài thể hiện là Sống cuộc đời trầy đây mai đó Không ở lại lâu một nơi nào Nếu lưu trú lâu ở một nơi nào Suốt đời một nơi hiệu quả sẽ khác nhau. Cái cái Nơi đó sẽ trở thành thánh địa Phật giáo. Tôi nghĩ tầm ảnh hưởng của nó sẽ rộng hơn. Thời đó, đó tại sao Phật không làm như thế mà phải sống thử. cuộc đời đầy đây mai đó? ý nghĩa trong đó cực kỳ thâm sâu mỗi cái đều có hương thiệt dạy học một nơi nơi đó trở thành thánh địa sau khi thành thánh địa nhân dân nơi đó sự bất dị cống cao ngã mạng Ta à, là nhất Các anh làm sao so sánh với tôi à, Như thế sẽ không sinh trí tuệ Sinh phiền não Lại còn một số người có tâm xấu Điều này chắc chắn sẽ có Đến xuất gia Đến tu tập Mục đích là gì Mục đích để dinh hoa phú quý Hoàn toàn vì danh lợi Như thế là hỏng Như thế Phật Pháp sẽ biến chất Bởi thế suốt đời Ngài Chọn cuộc sống Rầy đây may đó Nói cho quý vị biết Ngài thật sự buông bỏ Nếu thích ca xây dựng đảo tràng Đấy không phải là chuyện rất dễ ư Gia tộc là quốc dương Kinh Phật đã ghi Đương thời Có 16 đại quốc dương Đều quy y Phật Làm đệ tử tại gia của Phật Hỗ trì Phật Pháp Nếu muốn dựng đạo tràng Thật sự không tốn một cọng lông Chỉ cần ngài gật đầu là ổn Những quốc vương đại thần lúc đó Mang hiến cúng dường tự Biệt thự của họ Thỉnh Phật Đền giảng kinh dạy học Phật cũng tiếp nhận Không cụ chấp Lời nói việc làm của Phật vô cùng trọng trải Giống như giường ông cấp cô độc Tinh xá Trúc Lâm Tất cả đều là những giường hoa rộng lớn Phật đã ở đó dạng mấy bộ kim Khi xong công việc Ngài lại di chuyển đến nơi khác Không lưu luyến nơi mình đã từng ở Để lại cho người đời sau Một gợi ý cực kỳ tuyệt vời Bởi thì Phật dạy chúng ta với những thư của cải có quyền sử dụng Nhưng không nên có quyền sở hữu Tôi không cần dùng nữa Giật đưa về chủ cũ Như thế mới hay Không một ai trong tăng đoàn Muốn tranh đoạt tài sản không nổi lên ý niệm đó Bởi vì họ không có Không có gì cả Nếu như thế Tất nhiên sẽ có người nổi lên ý niệm đó Họ muốn chiếm hữu là tập khí phiền não chúng sinh từ vô thị kiếp đến nay khi phật đà tại thế trong số đệ tử vẫn có tranh giành sau khi phật diệt độ, thì càng không phải nói bởi thế phật không giữ bất kỳ một thứ gì cả ngay kinh điển cũng không giữ đến đi đều là không kinh điển từ đâu mà có sau khi phật diệt độ học sinh của phật tôn giả ca dí ông ấy phá khởi chúng ta nên đưa những lời giáo huấn của thế tôn dạy cho chúng ta nên ghi chép chúng lại viết thành sách để lưu truyền hậu thế Tìm một người giảng lại Tôn giả an nam Chỉ nhớ siêu đẳng An An thật sự là người có trí nhớ cực nhạy Nghe qua một lần là không bao giờ quên Ngài có khả năng đó Khi kết tập kinh điển sẽ thỉnh a nan đăng tòa giảng lại năm trăm a la hán nghe a nan giảng kinh nghe giảng lại làm chứng cho kinh giáo mỗi người đều gật đầu tuyệt vời phật đã nói như thế bèn ghi lại một người đề xuất ý kiến Hình như Chỗ này có hoài nghi Bỏ câu đó ngay Dùng phương thức nghiêm ngặt như thế Để lấy niềm tin người đời sau Bởi thì những vị đệ tử chủ động kết tập phật biết được không phải không biết biết được có chuyện như thế khi kết tập kinh tạng anna đã thỉnh giáo thế tôn những chữ khởi đầu sẽ ghi như thế nào từ đó phật đã dạy ngài mở đầu viết tôi nghe như vậy phật ở nơi nào đó nghĩa là sáu thứ thành tựu Việc này Phật biết Chứng tính Vậy thì kinh Phật khác Những tôn giáo khác Không phải truyền lại từ thiên thần Không phải là lời Phật nói lúc bấy giờ Đệ tử ghi lại Giống như cách dạy học của khổng tử Lúc bấy giờ khổng tử dạy học Cũng không có sách vở, chưa chép thành gian tự ông chỉ chỉnh lý những lời dạy của cổ nhân bản thân ông không có sáng tác cũng sau khi khổng tử qua đời những môn đệ của ông chỉnh lý những lời đã nhớ trong ký ức ghi lại những lời đã nói thường ngày và lưu truyền cho đời sau <laughs> nổi tiếng nhất là luận ngữ là bút ký của học trò khổng tử bởi thế dạy học rất quan trọng người không học không hiểu gì không biết gì về đạo lý Tam tự kinh nói Không được dạy tánh sẽ thay Câu này quả đúng Không phải đùa Nếu không được dạy dỗ Từ từ con người sẽ không được học hành Họ bị hoàn cảnh bên ngoài vấy bẩn Chưa đoạn được tập khí phiền não Chắc chắn tập khí phiền não sẽ tăng lên Dân gia trí tuệ sẽ mất đi ngày nay chúng ta đã chứng kiến tình trạng này rất nhiều trường học các môn học đều là khoa học kỹ thuật tôi đã nghe rất nhiều khi những giáo sư này đề cập chuyện hiện tại những môn các trường dạy là để làm việc chứ không dạy làm người biết làm việc không biết làm người Vậy thì rất nhiều các xí nghiệp Muốn tìm những trợ thủ Nhưng không thể tìm được Làm sao lại không tìm được Họ muốn những người đó vừa làm được việc Lại vừa biết xử sự Loại người như thế không thể tìm được ông đạo thạnh hòa phu người nhật rất khôn khéo ông tự bồi dưỡng cán bộ bồi dưỡng học sinh vấn đề này rất đúng nó trở thành cái người ngày xưa gọi là gia học nhà của chúng ta cần những người thế nào công ty họ cần những người thế nào tự bồi dưỡng lấy ông đã làm rất thành công bởi thế giáo dục là quan trọng nhất chúng ta chứng kiến nước kia mỗi ngày thường chuyển xe pháp chúng ta đã ưa muốn đến nơi đó pháp có thể nói hết được chăng nói không hết pháp được lưu xuất từ tự tánh tự tánh là cứu cánh viên mạng trong tự tánh đã hàm chứa trí tuệ vô lượng Đức năng vô lượng Tướng hảo vô lượng Thật sự Không thể lấy dùng mãi không cản Vì thế Phật giảng mỗi ngày mà vẫn không hết Tuổi thọ cư dân thị giới cực lạc Rớt dài Những gì ta nghe bên đó Thật sự là diệu pháp Tánh tướng lý sự nhân quả Của cõi hư không khắp pháp dân Thì ở đó mới học được rốt trăm Tốt nghiệp là thành Phật Quái là dịu giác như lại Tầng trên Đoạn kinh văn này Đều cho thấy nhân dân Ấn Độ lúc bấy giờ Hoặc khoảng hàng trăm Dài trăm thiên chúng Hoặc khoảng hàng dạng Hồi này độ một dạng hai nghìn người Tận mắt thấy y chánh tra nghiêm Thế giới cực lạc Những người tham gia lần pháp hội này Đều thấy được thế giới cực lạc Thấy được Phật A-di-đà Phương Tây có thế giới Phó Phật A-di-đà Hai chữ có ở đây Nên để mắt chú ý Hai chữ có ở đây cho chúng ta biết Bạn phải tin thật có Không phải mơ hồ Khi tuổi về già Đại sư ngẫu Ích tự lấy biệt hiệu Gọi là Tây Hữu Đạo Nhân Phương Tây, phương Tây có Gọi là Tây Hữu Đạo Nhân Ý cho người biết Thế giới cực lạc là có thực trong kênh di đà cũng đã có hai chữ có có thế giới danh di cực lạ có phật hiệu a di đà hai câu có chữ có xem tiếp đoạn cuối nói chung phẩm này đủ tứ tất đàn đến đây mới nói rõ tứ tất đàn nếu phiên thành tiếng Trung Quốc Tứ tất đàn là tứ biến thí Biến là phổ biến Thí là bộ thí Bốn loại bố thí phổ biến Cũng có thể gọi là cúng dường Dùng tâm cung kính là cúng dường Bốn loại này là chư Phật Bồ Tát Đối với tất cả chúng sinh Chúng ta biết Tứ tất đàn Mới có thể biết được Ân Đức Phật Bồ Tát Đã ban cho chúng ta Thứ nhất Y chẳng cực lạc Quá mặt là thế giới tất đàn một trong tứ tức đàn Thị giới Thị giới có nghĩa là gì? Quan hỷ Đây chính là những gì Trong kinh Đại Thừa thường nói Nơi Bồ Tát có mặt Khiến chúng sinh khởi tâm quan hỷ Bồ Tát vô ngã Không có phân biệt không có chấp trước Đối xử hoàn toàn bình đẳng với tất cả chúng sinh Bồ Tát đều đã chứng tự tánh Tự tánh là nhất thể Tất cả Pháp đều hiện ra từ tự tánh Quan hệ giữa tự tánh với ta là nhất thể Không phải một nhà Một nhà không phải nhất thể Sâu sắc hơn cả quan hệ gia đình nhất thể như mắt tai mũi lưỡi thân lục phủ ngũ tạng là nhất thể chúng ta thường nói là tâm can bạo bội nhất thể là tâm can bạo bội không phải bên ngoài nhất thể Bởi, Bởi thì Phật Bồ, Bồ Tát thật sự xem tất cả chúng sinh Tất cả dạng vật là nhất thể Chúng ta ngược lại Chúng ta không biết Chúng ta thường lấy giấc mơ làm thí dụ Để quý vị có thể hiểu nhất thể Trong mơ Tất cả những cảnh tượng trong mơ Đều do sự biến hiện của ý thức Chắc chắn không có những thứ ngoài ý thức nhảy vào trong giấc mơ của ta Không thể được Tất cả đều là tự tánh hiện ra, biến ra Tâm hiện thức biến Trong kinh Phật dùng thí dụ Lấy giấc mộng làm thí dụ rất nhiều Thí dụ này khả giống có thể hiểu được nhất thể. Cảnh trong mộng là nhất thể. Ngày núi sông Đại Địa, hư không trong mộng cũng là nhất thể. Xét về lý, hoài tâm đánh trà. Không cầm nắm một pháp nào. Khi đã hiểu được nhất thể rồi Mới biết phá Pháp Pháp dài như Pháp Pháp đều như vậy Đây chính là những gì Thiền Tông nói Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Không còn có phân biệt Không còn có chấp trước Đó là quan hỷ Sinh tâm mong cầu Bây giờ chúng ta đã thấy Y chánh trang nghiêm thế giới cực lạc Đều hiện ra trước mắt Các đức tất cả những nghi tình Tất nhiên sinh tâm quan hỷ xin tâm chân tính, thật sự phát nguyện giảng sinh. Thứ hai, đại chúng a nan hoan hỷ làm lễ, xưng niệm thánh hiệu, đẩy dị nhân tất đàn. vị nhân có ý nghĩa gì? Sinh thiện. vị nhân là sinh thiện nên khiến sinh thiện à, tôn giả an an dẫn đầu di đà đại từ đại bi đưa cảnh đó bày ra để mọi người thấy được a nan ngớ người năm dọc sát đất, đất. Thân lễ bái là thân cung kính Xưng miệng Phật hiệu là miệng cung kính Ý cung kính Ba nghiệp kiên thành cung kính Đấy là thiền Thiền ở đây là người sư thường nói tu phước sinh đến thế giới cực lạ hạ hạ phẩm giảng sinh tam thánh đồng cư đồ <laughs> cũng đầy đủ <laughs> minh tâm chiến tánh trí tuệ, thần thông, đạo lực của những đại sĩ pháp thân đã kiến tánh thành Phật. Nhờ sự giá trị của Phật A-di-đà, tất cả đều thành Bồ-Tát bất thoái chuyển. Họ có khả năng suy lúc, suy ý. Biến hiện vô lượng vô biên thân phận quá thân Đến lạy Phật ở mười phương thế giới Lạy Phật ở mười phương thế giới là tu phước Cúng dường Lạy Phật cúng dường tu phước Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp để khai trí tuệ Nơi đó mỗi ngày đều tu phước và tuệ Không ngơi nghỉ Bởi thế họ nhanh chóng thành Phật Là có lý Chư Phật ở những thế giới khác chỉ có Bồ Tát thực bao trang nghiêm độ Mới có khả năng đó Có nhân duyên đó Giống như thế giới cực lạ Bồ Tát ở thập pháp giới không được Không có khả năng đó Bồ Tát ở Pháp giới tứ thánh không ra khỏi phạm gì Thị giới tam thiên đại thiên Chúng sinh trong lục đạo không ra khỏi phạm vi lục đạo Phạm vi hoạt động của họ có giới hạn thị giới cực lạc lớn đến độ không có gì nằm ngoài nhỏ đến độ không có gì bên trong không hạn chế bởi thế đây chính là cứu cánh viên mãn của sinh thiền trì danh giáng sinh là thiện trong những điều thiện Tất cả Pháp của thế xuất thế gian Không thứ nào giữ qua được thiện này Trì danh có thể được giảng sinh Giảng sinh đến thế giới cực lạc là thành Phật Thứ ba Phá nghi sinh tính là đối trị tất đàn à, hai chữ đối trị rất dễ giải thích trị bệnh mang bệnh bạn trị lành bệnh Bên gì nghi hoặc nghi hoặc là chứa ngại lớn nhất trong việc tu hành bồ tát dưới thế giới cực lạc chúng ta có hoài nghi chăng có rốt cuộc là giả hay thật nhất là sống trong thời đại ngày nay đây là thời đại phát triển khoa học điều kiện đầu tiên của khoa học là hoài nghi quý vị có thể hoài nghi với tất cả hiện tượng vật lý, hoài nghi đến tận cùng, đến lúc nào có phát hiện mới thì thôi. Nhưng đối với thánh giáo là hỏng. Nếu hoài nghi thánh giáo, quý vị không bao giờ hiện Thánh Chúng ta vẫn dùng một thuật ngữ hiện tại Vật lý có thể hoài nghi Có thể phát hiện mới Tâm lý không được hoài nghi Hoài nghi tâm lý là mất mạng Quý vị mắc bệnh Nếu nghĩ bệnh này không thể chữa khỏi Chắc chắn chữa không khỏi Dù chữa trị bao nhiêu Thuốc thang bao nhiêu Không có tác dụng gì đấy là gì đó là tâm lý nếu mắc bệnh bệnh chống khỏi đấy là gì không nghi ngờ không nghi ngờ bản thân bệnh sẽ rất chống khỏi do có niềm tin không hoài nghi với cách chữa trị không hoài nghi thầy thuốc, rất chống khỏi trên thực tế bác sĩ trị bệnh Hiệu quả cứu sống độ ba phần Lòng tin đến bảy phần Nếu ta đặt tất cả niềm tin Không cần thuốc thang tự khỏi Ngày trước tôi đã nghe bài báo Trong CD Sơn Tây Tiểu Diện Hơn bốn mươi người Mắc chứng ung thư Bệnh viện Tuyên bố Không còn cách chữa Cho mọi người biết Họ chỉ sống hơn 3 tháng nữa Những người này sống rất thoải mái Bây giờ vẫn còn Nguyên nhân do đâu Trị bằng cách nào Bằng lòng tin khi nghe được tuyên bố đó Nhất tâm niệm Phật Nhất tâm không hai niệm Cầu sinh tỉnh độ Không giảng sinh tỉnh độ Nhưng bệnh lành Tái khám không thấy nữa Đây là gì? Tin tưởng một trăm phần trăm Sẽ chữa khỏi bệnh Tự khỏi Chứng phát ban đỏ của Lưu Tú dân Cũng được chữa như thế Không cần thuốc thang Bởi thế Câu cuối cùng nói rất nặng Chính xác chưa đoạn nguồn gốc của nghi Tức là tội căn Khi tính lực đủ rồi Nên toàn nhờ Phật lực Mấy câu này nói rất hay Có người nhờ đâu để thành Phật Nhờ niềm tin để thành Phật Tin tưởng vào hai câu nói vốn là phật tịnh à, tông tôn có nói sĩ thì tâm thị phật sĩ thì tâm tác phật là... vậy còn vấn đề gì nữa à, tâm thị tâm quý vị vốn là phật hiện tại quý vị niệm phật là, là muốn thành phật vốn à, là, là, là... là phật bây giờ lại niệm phật làm gì có chuyện không thành phật điều thứ ba trong tình nghiệp tam phước đã nói, thâm tính nhân quả. mấy năm gần đây khi nói đến điều này, tôi đã nói với mọi người, thâm tính nhân quả là gì vậy. tin tưởng, niệm phật là nhân, thanh phật là quả. tin phật là gì, tin thị tâm sĩ phật. Vậy thì Niệm Phật được gọi là Thị tâm tác Phật Không hoài nghi điểm này Ta sẽ thành Phật Hoài nghi lập tức bị đọa lạc là... Bởi thì Khi tính lực đầy đủ Trở thành Phật lực đó là gì? Phật lực gia trì bạn Tự Phật Tâm Phật Thứ tư Tâm và Phật không hay Diệu cảm khó nghĩ Sự lý không hay Diệu cảnh bày ra Đây là đệ nhất nghĩa tất đàng Để nhất nghĩa là cứu căn viên mạng Bởi thế chúng ta nên tin tưởng Tâm và Phật là một không phải hai Tâm là tâm của ta Phật là Phật hiện ra trong tâm ta Phật A-di-đà là tự tánh hiện ra Do tâm hiện ra Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từ tâm hiện ra Phật Tỳ Lô Giá Na cũng từ tâm hiện ra Tất cả chư Phật như lai trong mười phương ba đời Không rời tự tánh Phật ở đâu? Phật ở trong tự tánh Bồ, Bồ tát, tát ở đâu Bồ Tát cũng ở trong tự tánh Chư Phật Như Lai là tánh đức của ta Chư Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giá là tu đức của ta Tánh và tu không hai Chúng sinh và Phật là một Chúng sinh với Phật là một không hai Đây gọi là thật sự đại viên mạng Bởi thì diệu cảm khó nghĩ Tâm chúng sinh có cảm Phật lập tức quả ứng Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị Lý sự không hay Diệu cảnh quá mặt Cảnh giới là sự Diệu là lý Lý là gì? Lý là tâm tánh Tâm tánh năng hiện, năng sanh Khi mê gọi là A-lại già A-lại già biển Nó biến ra những gì? Biến pháp giới nhất chân Thật báo trang nghiêm độ Thành thập pháp giới Đây là duy thức Duy thức sợ biến Không có thức Thì không có thập pháp giới Chỉ có Thật báo trang nghiêm độ Không có những thứ khác Trong các cõi nước chư Phật Có cõi Phật này Chúng ta đọc trong Hoa Tạng Thị giới Phẩm Trong Thị giới Thành tựu Phẩm Thị giới cực lạ của chư Phật và Bồ Tát Toàn là thật báo đồ Không có Đồng cư đồ Cũng không có phương tiện đồ Đây là đệ nhất nghĩa đi Đệ nhất nghĩa đi duyên chương tánh cụ Chương là làm nổi bật Hiển thị cho chúng ta Là vốn có trong tự tánh Vì khiến nhập vào thực tướng Thật tướng Là chân tướng của tất cả Pháp Như vô lượng thọ khởi tín luận nói Khởi tín luận là tác phẩm của cư sĩ Bành Tế Thanh Vị cư sĩ này không phải là người thường Thông tông thông giáo Hiển mật viên dung Giữ hình dáng của một người tài gia Suốt đời Hoàng pháp lợi sinh Dùng thân cư sĩ hoàng pháp lợi sinh Rồi giảng sinh tỉnh độ Ông nói, bên phải nói rõ ánh sáng vô lượng chiếu xoay tất cả, cực lạc ta bà cùng một pháp giới, vốn không phân biệt sao có đông tây? cả đoạn dài phần sau đến tổng kết đều là nội dung trong vô lượng thọ khởi tính luận nếu nói đây là người bình thường thì không thể nói được trong cảnh giới đó không gian không còn nữa làm gì có phương đông phương tây thời gian cũng không còn việc này bây giờ đã được các nhà khoa học khẳng định thời gian không gian không phải thật Nhưng Phật nói Thời gian không gian không phải thật Quý vị xem từ ba ngàn năm trước Thời gian không gian là những gì? Bộ tiểu luận nhập môn của tướng Tông Bách Pháp Minh Môn Luận Đây là cuốn cần đọc khi nhập môn pháp tướng tân cuốn sách cho chúng ta biết thời gian không gian đặt vào bất tương ưng hành pháp Bách Pháp Minh Môn Luận là tác phẩm của Bồ Tát Thiên Thân Căn cứ trên vô già sư địa luận Của Bồ Tát Di Lạc Đại luận của tướng Tâm Bồ Tát Di Lặc là chuyên gia về Pháp tướng Duy thực Pháp tưởng duy thức là cuốn tâm lý học trong nhà Phật Bây giờ phân khoa nó là tâm lý học Bồ Tát Di Lạc Tạo đại luận này Vô già dạ sư địa luận Đã đem tất cả Pháp Quy nạp thành 660 Pháp Phân loại như thế Tất cả Pháp vô lượng vô biên đây là điều khó diễn dạng Quy nạp thành 660 Pháp Bồ Tát Thiên Thân Thấy 660 Pháp Sẽ gây khó cho người mới học Vẫn còn rươm ra Bởi thế quy nạp lần nữa Quy nạp thành 100 điều Trở thành trăm Pháp trong pháp này lại được chia ra năm loại lớn Thứ nhất là tâm pháp Tám cái Tức tám thức A lại da Mạc na Ý thức Sau đó là mắt tai mũi lưỡi thân Tám thức này là tâm pháp Tâm sở hữu pháp Tâm sở hữu pháp là tác dụng tâm lý Nghĩa là tác dụng của tạm thức Tổng cộng có 51 Pháp 51 tâm sở hữu Pháp Trong 51 này Chỉ có khả năng của thức thứ sáu Là lớn nhất Nó có trong tất cả 51 thứ đó Dòng A Lại Gia A Lại Gia là tâm sở tương ưng Chỉ có năm Năm biến hành Những thứ khác không tương ưng với A Lại Gia Bởi thì công năng của thứ thứ sáu là lớn nhất 51 tâm sở tương ưng Đây là tâm sở Pháp Tác dụng của tâm lý thứ hai Thứ ba là Sắc pháp Sắc pháp là vật chất Tổng cộng có 11 Đó là Năm căn Sáu trần Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn Ý căn là mạc na Nó là tâm nó no, không phải sắc pháp Đã, Sáu trần sắc thanh hương vị xuất pháp Năm căn sáu trần là sắc pháp Nghĩa là hiện tượng vật chất Thứ ngôn cuối ngôn cùng là tâm bất tương ương hành pháp Bất tương ương hành pháp có hai mươi bốn Nói theo ngôn ngữ ngày nay Khái niệm trừ tượng Căn bạn không có những thứ này Tổng cộng có 24 pháp Không gian thời gian được xếp vào một loại Bởi thì nó là khái niệm trừ tượng Cơ bản không có Bạn muốn tìm cũng không thể tìm thấy. Quý vị xem Đối với thời gian và không gian ba ngàn năm trước Nói theo ngôn ngữ ngày nay Nó được sản sinh từ khái niệm trừ tượng Nó không phải thật Nó không phải tâm pháp Không phải tâm sở hữu pháp Cũng không phải sắc pháp Nhưng nó từ trong ba thứ pháp này Trừ tượng biến hiện mà có những thứ đó Bây giờ các nhà khoa học đã khẳng định Bởi thì nói thật với các vị là gì Thật sự là ngay giây phút này Không có trước sau Trước sau là thời gian Không có nơi này chỗ khác Nơi này chỗ khác là không gian Giáo lý Đại Thừa gọi là sống ở giây phút này Nghĩa là ở giây phút đó Lời này nói thật gần gũi Nếu chúng ta chưa đọc những lời đối thoại Giữa Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc, Chúng ta sẽ không hiểu những lời này Thế nào là ngay giây phút này Chúng ta rất mơ hồ với khái niệm giây phút này Đọc được Những lời đối thoại giữa Thế Tôn và Bồ Tát Di Lạc Chúng ta mới hiểu Mới bừng sáng đại ngộ Giây phút này Chúng ta thử tin sơ sơ vì, Vì giây phút này Một giây năm lần bốn móng tay Giây phút này là gì? Một ngàn sáu trăm triệu Trên một gây. giây đó là giây phút này Gọi là nhất miệng có thể nắm được nhất niệm đó chăng Không thể nắm bắt không giữ được Chúng ta dấy lên ý niệm không biết bao nhiêu niệm Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Hỏi rất hay Ngài hỏi Bồ Tát Di Lạc Cũng là hỏi những người phàm phu chúng ta Tâm có bao nhiêu niệm Chúng ta dấy lên tâm niệm Tâm có niệm Phật hỏi trong nhất niệm có bao nhiêu niệm? Bao nhiêu tướng? Bao nhiêu thức? Bồ Tát Di Lạc Thưa Một bốn móng tay Có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm Trăm ngàn là đơn vị một trăm ngàn là mười dạng Ba mươi hai ước nhân mười dạng Là ba trăm hai mươi triệu Một bốn tay Ba trăm hai mươi triệu niệm Bởi thì Phật nói cho chúng ta chân tướng sự thật Chân tướng sự thật là gì? Nhất thiết Pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc trong tất cả pháp này bao gồm cả phật pháp bao gồm thế giới cực lạc bao gồm thế giới hoa tạng bao gồm tất cả chư phật như lai trong mười phương ba đời tất cả chúng sinh y chánh tra nghiêm đều bất khả đắc nó được sinh ra thế nào Từ nhất niệm sinh ra Nhất niệm phát sinh liên tục mỗi niệm Vậy thì phần trước chúng ta đã học Liên tục ở đây là tương tự tương tục Kinh nói rất hay Tại sao vậy mỗi niệm của nó không giống nhau Ngày nay chúng ta rất dễ hiểu vấn đề này Mỗi giây Thay đổi của cả vũ trụ này giống nhau chăng? Khác nhau Thế nên nói thật Chúng ta thì thân thể này đang tồn tại Dây trước không phải dây sau Dây trước và dây sau đã thay đổi Không phải giống nhau hình dáng đang thay đổi thể chất đang thay đổi tại sao ý niệm khác nhau ý niệm đang thay đổi khi không còn ý niệm nữa không khởi tâm không động niệm không còn thay đổi tướng ở đây có thể nói là tướng liên tục không phải tướng tương tự tương tục trong thập Pháp giới là tướng tương tự tương tục Pháp giới nhất chân là tướng liên tục Mỗi tướng đó đều giống nhau Bởi thì Người ba đại A Tăng kỳ kiếp không già Mãi mãi không già Cây cỏ hoa lá Ngàn năm Giảng dạng năm Không bao giờ khô heo Hay có dấu hiệu khô heo à, Đấy là Pháp giới nhất chân Thế giới chân. cực lạc là Pháp giới nhất chân à, so phá Những phá cảnh tượng ở thập Pháp giới sẽ thay đổi Pháp giới nhất chân không thay đổi Bởi vì họ đã chuyển thức thành trí Chuyện bác thức thành tự trị Bởi thì Ánh sáng vô lượng chiếu soi tất cả Ở đây là ánh sáng tự tánh Phật Khiến bạn thấy được chân tướng tất cả Pháp Dưới ánh sáng này Cực là ta bà cùng một Pháp giới không có chút phân biệt nào Nhất niệm đó đồng thời biến hiện Cực lạc và ta bà là nhất niệm đồng thời biến hiện Nhất niệm là một cái búng tay một phần ba trăm hai mươi triệu thời gian ngắn như thế chia một cái búng tay thành ba trăm hai mươi triệu nhất niệm đó là một phần của ba trăm hai mươi triệu cùng một pháp giới vốn không phân biệt phân biệt là do ta nhìn sai mê lầm nên có phương đông hay phương tây gì đó mới có khoảng cách 10 vạn ức cõi nước phật phần tiếp theo nói núi sông quả đất đều do dãy trong mắt chúng sinh tạo thành Câu này Được Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm Có nghĩa thế nào? vốn không có Toàn nhìn nhầm Vậy trong mắt là gì? Chừng phá hỏng mắt Khi mắt hỏng Thì không trung mờ mịt Giống như không trung có do mắt do mắt hỏng khi bật đèn ở chỗ chúng ta hoặc đốt ngọn nến một dòng sáng tròn trên anh nến mắt thật tinh cũng không thấy người có bệnh về mắt khi thấy thấy anh sáng đó Điều này cho thấy Vậy mắt là những chúng sinh mê hoặc Mê thất tự tánh Bạn sẽ thấy thứ như thế Nếu thật sự giác ngộ Tất cả đều là giả Căn bản không có người giác ngộ nhìn thấy hiện tượng dao động đấy gọi là thực tướng các pháp trong mỗi dao động bồ tát di lạc nói niệm niệm hình thành hình là hiện tượng vật chất trong mỗi hiện tượng dao động đều có hiện tượng vật chất hình đều có thức thức là gì thọ tưởng hành thức trong mỗi hiện tượng vật chất đều có hiện tượng tinh thần bởi thế hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất không bao giờ tách rời nhau Ngày nay gọi duy tâm Duy vật đều sai Tâm với vật là một không phải hai Ta không thể thừa nhận một nửa Nó còn một nửa khác Không bao giờ tách rời Hiện tượng vật chất nhỏ đến thế nào Đều là ngũ uẩn như trong kinh Phật nói Là sắc thọ tưởng hành thức Sắc là vật chất Thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần Phần trước chúng ta đã học Chấm nhỏ như sợi lông hạt bụi Nói rằng một cọng lông, một cọng lông măng Một hạt bụi Chấm nhỏ như bụi lông Ngày nay chúng ta gọi là lượng tử Tiểu quan tử Mắt thường chúng ta không nhìn thấy Nhưng dưới kiếm hiển vi cao độ sẽ thấy được Nó đầy đủ Sắc thọ tưởng hành thức Như trong kinh Phật nói bởi thì thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bồn Thắng là chứng minh nước là vật chất nước biết nhìn biết nghe hiểu được ý người nghĩa là nước có sắc thọ tưởng hành thức nó có cảm nhận ta khen nói vui Ta mắng nó ghét Nó có cảm xúc Biết trả lời bạn Ta thương yêu Nó yêu ta lại Ta ghét Nó ghét trở lại Bởi thì Tất cả vật chất Hiện tượng vật chất Đều có sắc thọ tưởng hành thức Khởi tâm đồng niệm của chúng ta Liệu giấu được ai Có thể giấu người Tất cả hiện tượng vật chất Không thể giấu nó được Chúng nó sẽ biết À, thứ gì biết, bình bình hư không khắp pháp giới biệt. Hoàng Qua nguyên quang nói về ba thứ chu biến. Thứ nhất chu biến pháp giới, vừa khởi ý niệm, cả pháp giới đều biết. Bởi thế cả pháp giới giống như một mạng lưới. Ta đụng vào một điểm nào đó Tất cả đều biết Thứ gì không biết Là nhận thư bản thân có vấn đề Nơi có chứa ngại sẽ không biết Chứa ngại đó là gì Bị tê liệt Khi hết chứa ngại sẽ biết được ngay Chư Phật Bồ Tát Gọi là Bồ Tát Pháp Thân Không có chứa ngại họ biết hết Phật Bồ Tát trong Pháp Giới Tử Thánh Như A-La-Hán, Phật Bích Chi Những gì đó Biết một phần Chứ chưa biết tất cả khởi tâm động niệm của chúng ta thanh văn duyên giá cõi ta bà bị thanh văn duyên giá cõi khác không bị nhưng bồ tát pháp thân bị bồ tát pháp thân không có chướng ngại chu biện pháp giới nên ghi nhớ Một khi chu biến lập tức gây ra ảnh hưởng Gia chạm Xuất sanh vô tầng Không cứ thiện niệm hay ác niệm Đều chu biến pháp giới Bởi thế đừng gây ra niệm ác Tôi ghét người này Tôi ghét con vật kia Tôi ghét con rắn vì nó làm chết người Những ý niệm như thế sẽ chu biện pháp dự. Ý niệm đó xuất sinh vô tận Khi ta không để ý Sẽ làm một cách tùy tiện Khi đã biết Mới hiểu ra Sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng khi mang thai, người mẹ khởi tâm động niệm làm sao thai nhi không biết được làm gì có chuyện đó. Thiện niệm của ta, tất cả những gì ta nghĩ về người thật đều là thiện, trong cảnh giới thiện niệm sẽ nuôi lớn họ. Nếu lúc nào cũng giận dữ ác niệm. Tâm hành của họ cũng trở thành ác Bởi thì người xưa biết cách dạy con từ trong bụng Mỗi niệm đứa trẻ đều cảm nhận được Ảnh hưởng đến nó Nó sẽ thay đổi theo ý niệm Mỗi niệm đều là thiện niệm mười tháng mang thai đều là thiện niệm bà mẹ <laughs> nghĩ điều thiện bà mẹ làm việc thiện làm sao đứa trẻ không thiện được thánh nhân thánh nhân nhờ vậy mà có phật bồ tát cũng nhờ vậy mà có nhân duyên sâu nặng giữa bà mẹ và con cái bà làm sao nuôi đứa trẻ đó thành thánh nhân Thành Phật Bồ Tát Công đức của bà sẽ vô lượng Nhờ công đức đó Bà sẽ giảng sinh Tại sao bà đã sáng sinh ra một vị thánh cho thế giới Vị thánh đó ban bố ân đức cho thế gian trong công đức của họ bà có một phần có mấy người hiểu được điều này không ai hiểu được việc này người xưa biết được phát triển ở trung quốc mấy ngàn năm nay bây giờ mọi người vừa học khóa học đã đánh một dấu hỏi lớn hoài lên. nghi về việc đó lạnh nhạt với nó từ điểm này chúng ta có thể lý giải những gì cổ thánh tiên hiền để lại là tuyệt vời Khoa học không thể giải thích Khoa học chỉ có thể giải thích hiện tượng vật lý Họ không thể giải quyết hiện tượng tâm lý Tâm lý, vật lý trong Phật Pháp đều có Vật lý là sắc Pháp Họ tưởng hành thức là tâm Pháp Thọ tưởng hành thức từ đâu mà có Kiến văn giá trị vốn có trong tự tánh Bởi thì kiến văn giá trị là tánh đức Vẫn có trong tự tánh Khi mê nó trở thành thọ tưởng hành thức Giác ngộ thọ tưởng hành thức được khôi phục thành kiến văn giá trị Bởi thì hiện tượng tinh thần của chúng ta ngày nay Là méo mó Biến tướng của kiến gian giác trị Điều này cho chúng ta thấy Tất cả Pháp trong vũ trụ Thật sự là Nhất thể nếu có thể nhất niệm nhập vào cảnh giới Phật Ánh sáng trí tuệ vô lượng Trùm khắp cõi nước Chu ở đây là chu biến Pháp giới Tất cả cõi nước chư Phật Trong quá khứ hiện tại vị lai Trần hình dung rất nhiều Nhiều đến mức nào Giống như các bụi không thể tính đến phổ chu trần sát tam đồ lục đạo đồng thời giải thoát bản thân ta đã giải thoát những cảm giới ta nhìn thấy đều giải thoát khi ta đã thành phật Tất cả dạng vật Núi sông quả đất trong mắt đều thành Phật hết Tất cả chúng sinh đều thành Phật hết Tại sao Chúng ta thấy được tự tánh của nó Tự tánh vốn là Phật Quý vị thấy tướng của nó Tưởng đó là lục đạo Tam độ thập pháp dự Là tưởng Nhìn trên mặt tánh Mỗi mỗi đều là Phật Phật này mê ở chỗ này Phật kia mê ở chỗ kia Chưa giác ngộ Chưa giác ngộ Không thể nói đó không phải Phật Tự tánh của nó không mê Những gì mê a à, là giả thực a à, lại giả là giả không phải thật khi đã mê tự tánh cho ra sản phẩm phụ những thứ đó không phải thật không phải thật ta có thể buông bỏ có thể cắt đứt nó thật thì không thể đoạn được không đoạn được tự tánh không đoạn được kiến văn giác trị nó là chân, không thể đoạn được trí tuệ. Bây giờ đang mê, trí tuệ biến thành phiền não. Bởi thế trong kinh thường nói phiền não tức bồ đề, bồ đề là trí tuệ. Khi giác ngộ phiền não biến thành trí tuệ, khi mê trí tuệ trở thành phiền não, nó là một không phải hai thứ khác nhau. Chỉ chuyển đổi mà thôi Không đoạn được phiền não Đoạn phiền não thì trí tuệ cũng mất Chuyển đổi Gọi là đoạn Không phải đoạn thật Phiền não biến thành trí tuệ Bởi thế Tam đồ lục đạo Đều biến thành Pháp giới nhất chân khôi phục lại, khôi phục, khôi, phục khôi phục bình thường. giác ngộ là khôi phục. khi <laughs> mê lầm, phạm giới nhất chân biến thành lục đạo tam đồ. không những A Nan được oai lực Phật gia trì, thấy được thân Phật và các y chân. A là A La Hán. di Lạc là bồ tát đặng Giác chư phật bồ tát a la hán đều được oai thần phật a di đà gia trị thấy được thân phật thấy được phật a di đà thấy được thế giới cực lạc y chánh là thế giới cực lạc tức những chúng sinh mạc pháp này Nói đến chúng ta bây giờ Hiện tại chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni Như thế nào? Nếu vào được Pháp môn này Đây là lời của Bành Tế Thanh Nếu ta đi vào Pháp môn này Pháp môn này là gì? Pháp môn tịnh độ Pháp môn trì danh niệm Phật Bộ kinh này Kêu gọi ta Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm Đó là Pháp môn này Không rời niệm này Nhanh chóng thấy Phật Nếu thực sự buông bỏ mọi duyên Nhất tâm chuyên niệm Ta cũng có thể thấy được cảnh giới này Đây không phải là những lời diễn dông Cuối cùng dẫn kinh hoa nghiêm để chứng minh Cho thấy những lời này là thật Không phải diễn dông Tại sao cùng một đạo lý Khi Thế Tôn Thuyết Pháp Có thể cảm động Phật a di đà Cảnh giới đó hiện ra để chúng ta thấy Thời đại chúng ta ngày nay Đã có ai thấy Phật chưa? Có Thấy Phật lớn chừng nào? Thật vậy Giống vua núi Tu Di Giống núi Hoàng Kim Có người đạt thị Tướng hảo thân Phật Hiện lớn như hư không Nhìn thấy Cả một góc trời Điều lạ là quý vị thấy rất rõ ràng Không lơ mơ Bởi thì đây là chuyện quá thật Không phải giả Không rời đưa miệng nhanh chóng thấy Phật Kinh Hoa Nghiêm nói Chư Phật như tấm kính lớn thân ta như ngọc ma ni pháp thân chư phật nhập thân ta thân ta thường nhập vào thân phật đấy là gì ta và phật trở thành một thân thể phật như tấm gương lớn đây là thí dụ Thân ta như Ngọc Mani Viên Ngọc xoay vào gương Trong gương có Ngọc Châu là châu bào, Nó có thể phát sáng Trong viên Ngọc có hình tấm gương Trong tấm gương có hình viên Ngọc vì thị pháp thân chư phật trong thân ta nhất thể thân ta cũng thường nhập thân chư phật giống như nằm trong thân thể phật những lời trong kinh hoa nghiêm là có thật không phải tưởng tượng là chân tướng sự thật Biết Phật và chúng sinh Dũng không hài Gọi là thấy Phật Thật ra không thấy Tại sao vậy? Không thể nhìn thấy nhau Khi trong cùng một thân thể Đấy là thật Không một chút giả dối không thể trong cùng một thân mà nhìn thấy nhau Nhưng nó vẫn có hiện tượng chiếu soi lẫn nhau Che chở lẫn nhau Đây là điều không thể nghĩ bàn Thân như thế Nước cũng không ngoại lệ thế giới cực lạ cũng giống tấm gương lượng thế giới ta bà như viên ngọc mani trong tấm gương có hình ngọc mani trong viên ngọc mani cũng có hình tấm gương ánh sáng soi chiếu lẫn nhau đúng là nhất thể Như chúng ta xoay gương vậy Tấm gương lớn Hình chúng ta trong đó Đây là ví dụ Con sự thật Sự thật là một tất cả các pháp đều nằm trong đại viên cảnh trị đại viên cảnh là gì đại viên cảnh là tự tánh chuyển a lại gia thành đại viên cảnh trị a lại gia chuyển thức thành trị chuyển thành đại viên cảnh chỉ điều gì là cảnh giới này bạn mới thật sự hiểu được Y chánh trang nghiêm Cõi hư không khắp pháp giới Toàn do tự tánh biến hiện Tự tánh là đại viên cảnh Tự tánh là thường tịch quan Đây là chân ngã Không phải giả bốn tịnh đức thường lạc ngã tịnh không cần phật nói ta tự chứng được đi vào cảnh giới đó rồi khi đi vào cảnh giới đó hãy nghĩ còn thiên tai nào nữa chăng thiên tai không phải thật Địa ngục thiên đường đều là huyện hóa Có chuyện đó chăng? Có Như đang xem kịch vậy Giống như xem phim, xem truyền hình Không có gì thật làm có hình tướng Tất cả đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu gì Pháp hữu gì có sinh có diệt Thật báo độ không sinh không diệt Thật báo độ không thay đổi Nếu có sinh diệt Khi kiến thành Thật báo độ có mặt Khi chứng diệu giác Thật báo độ không còn Bởi thì thật báo độ cũng không phải thật Quá thật là phàm có hình tượng tất cả đều là hư vọng Điều sau cùng là thật Trong trăm pháp Chân như vô di Cuối cùng trong sáu loại pháp vô di Chân như vô di là thường tịch quan độ Nó diễn diện bật biện Trong thường tịch quan không có một thứ gì Nhưng không thiếu thứ gì Hay là hay ở chỗ đó Vấn đề này Khoa học và triết học Không bao giờ giới tay đến Tại sao? Bởi vì họ sử dụng A lại và thức Dùng thức thứ sau Thứ thứ sáu là giọng tâm Giọng tâm chỉ duyên được giọng cảnh Cảnh giới hư vọng Không thể duyên đến chân Làm sao duyên đến chân Phật dạy Chỉ có chứng được mới biết Nếu muốn chứng được Phải dùng phương pháp nào Buông bỏ Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Sẽ chứng ngay Quý vị thấy đơn giản chăng? À, chúng ta đang trong luộc đạo Không cách nào vượt thoát Từ vô lượng kiếp đến nay Chính bị thứ này phá hại Khởi tâm động niệm phân biệt dập trước Bây giờ vẫn đang làm Càng làm càng thấy phấn khởi Đấy là rắc rối lớn Phật Pháp rất phù hợp tinh thần khoa học Ta có thể thực nghiệm Nó có thể chịu được gia đập Thực nghiệm sẽ hiểu được Chúng ta thử buông bỏ xem Buông bỏ phiền não kiến tư Để xem có phải cảnh giới A-la-hán chăng Không còn lục đạo Lục đạo là do Phiên não kiến tư Biến hiện Khi đã buông bỏ Không khác gì vừa tỉnh giấc mộng Không thấy lục đạo nữa Cảnh giới khi tỉnh mộng là gì? Cảnh giới A-la-hán Ở đây là Pháp giới tự thành A-la-hán Phật Bích Chi Bồ-Tát Phật Pháp giới tử thánh bên trên thập Pháp giới Bạn thấy được không còn lục đạo nữa Bởi thì Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay Trong mộng rõ ràng có lục đạo Tỉnh dậy thoáng đảng không đại thiên Khi tỉnh rồi lục đạo không còn nữa Đây là một cơn ác mộng pháp giới tư thành cũng trong mộng lúc đó là mộng trong mộng Phải không khởi tâm không động niệm mới thật sự tỉnh mộng tại sao không còn thập pháp giới nữa a à la hán phật bích chi bồ tát phật không còn những thứ có mặt lúc này Là thật báo trang nghiêm độ Của chư Phật Như Lai Gọi là Pháp giới nhất chân Người đời mong muốn vĩnh hằng Chạy theo bất sinh bất diệt Trong Pháp giới nhất chân Những thứ ta thấy được là vĩnh hằng Bất sinh bất diệt à, so Bởi thì Tịnh tông, tông gọi nó là Vô lượng thọ Phải chăng có thật vô lượng thọ Vô Điều lượng đều. của hữu lượng à, Trong kinh Thang Phật cho Tho chúng ta biết Sống bao lâu Ba đại Điều A tăng, tăng, tăng kỳ kịp Có thể nói ở nơi đó Phải sống đến ba đại A Tăng kỳ khí Nguyên nhân Tuy đoạn được vô thủy vô minh Nhưng tập khí vô thủy vô minh vẫn chưa đoạn bởi thì Pháp giới nhất chân này Là tập khí vô thủy vô minh Biến hiện ra khi đoạn hết tập khí Thế giới này sẽ không còn Thường tịch quan có mặt Ta quay về thường tịch quan Quay về tự tánh Đây mới thật sự bất sinh bất diệt Thường tịch quan không phải chết Mà là sống ba thứ hiện tượng của thường tịch quan đều bất khả đắc nó không phải hiện tượng vật chất cũng không phải hiện tượng tinh thần cũng không phải hiện tượng tự nhiên thường tịch quan ở đâu có khắp mọi nơi mọi nơi mọi lúc đều nằm trong thường tịch quan thường tịch quan là bản thể bản thể của tất cả dạng vật trong vũ trụ không có nó không có thứ gì cả bởi thế chúng ta để tiện lợi cho mọi người có khái niệm tôi từng lấy thí dụ màn hình truyền hình thường tịch quan là màn hình truyền hình Bản thân nó không có gì Y chánh trang nghiêm thập pháp giới Là những hình ảnh trên màn hình đó Khi bật kênh Sẽ thấy hình Hình có cản trở màn hình chăng? Không Màn hình không cản trở tướng thập pháp giới Hiện tướng của thập pháp giới Cũng không làm ô nhiễm Không ngăn cản màn hình nếu không có màn hình, nó sẽ không có hình ảnh. nó là bản thể của tất cả những hình ảnh. dùng thí dụ như thế, mọi người dễ hiểu hơn. hiến tánh không trước tướng, không nên chập trước. đấy là bồ tát. Ngày nay chúng ta không có khả năng đó ừ. Sai lầm chính là đây Thấy tướng liền đắm vào tướng Coi đó là chân Xin phiền não nơi đó Không trước tướng thì sao Không trước tướng sẽ sinh trí tuệ Không sinh phiền não nên biết Kinh Kim Cang có câu nói về vấn đề này Chúng ta nên sử dụng để quán tưởng Chỉ câu này là đủ Phàm có hình tượng Tất cả đều là hư vọng Tất cả mọi tướng Ngay chư Phật như Lai Có hình tượng cũng hư vọng Cũng không thể chập trước Không thể phân biệt Đều không thể khởi tâm động niệm Lúc đó ta sẽ trở thành Bồ Tát Pháp Thân Ứng hóa đến thế gian Tại sao chúng ta đã thành Phật? Thành Phật ở thế gian này có nghĩa là Thị hiện Ứng thân làm gì ở thế gian giáo hóa chúng sinh Giúp đỡ chúng sinh giác ngộ Giúp đỡ chúng sinh quay về tự tăng Nghĩa là thừa nguyện tái sanh Không cần thay đổi thân thể Thân nghiệp báo chúng ta trở thành gì? Trở thành thân nguyện lực Bồ Tát thừa nguyện tái sanh Thân nghiệp bao có giới hạn Có đau khổ Thân nguyện lực không có Nếu thân nguyện hiện tướng đau khổ Đấy chỉ là thị hiện Đây không phải thật Cư sĩ Duy Ma ốm bệnh Là thị hiện Không phải bệnh tật thật sự Dùng cách đó để giáo hóa chúng sinh Nghe tin ngài bệnh rất nhiều người đến thăm trên thực tế khi thăm bệnh ngài thuyết pháp cho họ phẩm kinh này chúng ta học đến đây xem tiếp phần dưới từ thị thuật kiến thứ ba mươi phần trước niệm lão đã giới thiệu đại ý phẩm này cho chúng ta tông chỉ của phẩm này vẫn là chứng tính trừ nghi Nửa sau bộ kinh Hô Vô lượng thọ là... Bồ Tát Di Lạc đương cư Từ thị là Bồ Tát Di Lạc Bồ Tát Di Lạc thuộc lại Những gì mình thấy được, chứng được Lời của Phật là chân thật Di ở đây là thêm tăng Chứng minh lời của Phật là chân thật Nghĩa là khung cảnh y dẫn trang nghiêm thế giới cực lạc Chính từ Kim Khẩu nói ra Ở đây gọi việc Phật nói <laughs> Là Kim Khẩu nói ra Phật là thân màu vàng Vậy Phật Thích Ca Mâu Ni có thực giống vàng hay chăng? Không phải Không phải vậy tại sao lại gọi thân màu vàng? Trong vật chất Thì vàng là kim loại có màu sắc đặc biệt Nó không thay đổi Ngày nay gọi là oxy hóa Quý vị thấy bà đồng sắc thiết Đều bị oxy hóa Dĩ vàng là không Dễ vàng tượng trưng cho thứ gì Tính không thay đổi Dính hàng bất biến Lấy ý đó thân tướng phật vĩnh hằng bất biến những lời phật dạy là chân không phải giả kim khẩu sở tuyên nhất định phải hiểu vấn đề đó ý nghĩa tượng trưng Vậy thì chúng ta trở thành thói quen Cũng đắp vàng lên tượng Phật Bồ Tát Khi nhìn những pho tượng Chúng ta hiểu được màu vàng là vĩnh hằng bất biến Lấy ý nghĩa như thế Bất cứ nó có màu như thế nào Đều gọi là thân màu vàng Không gọi là màu vàng Phần trước Là Thế Tôn giới thiệu Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho tất cả mọi người Về y báo, chánh báo của thế giới cực lạc Nói rất chi tiết Mọi người nghe quen tay Nhưng chưa thấy được Bây giờ Những thánh chúng dự hội Tận mắt nhìn thấy Chư Phật Như Lai Trong mười phương Khen ngợi Phật A-di-đà Mọi người tận tài nghe được Họ đã tận mắt nhìn thấy Tận tai nghe được Vì thế tin tưởng Không còn hoài nghi Chúng ta xem Định độ thánh hiền lục Giảng sinh truyện Thì ghi chế rất nhiều Chúng ta tin Đó không phải là giả đây không phải đánh lừa mọi người khi gần mất thấy phật a di đà đến tiếp dẫn người gần mất đó nói với những người xung quanh phật a di đà đến rồi đến đón tôi rồi đôi lúc nói ra những cảnh tượng Hai bên có quan âm thể chỉ Còn rất nhiều la hán Thiên nhân Kể ra những cảnh tượng này có Lúc đó họ vẫn chưa mất Rất minh mẫn những lời đó Chính là lời Của Bồ Tát Đại Thế Chí Thấy Phật trước mặt Khi đến thế giới cực lạc Tương lai sẽ thấy Phật Bởi thì Duyên Thông Chương nói Niệm Phật nhớ Phật ngay giờ này tương lai chắc chắn thành Phật Sinh đến thế giới cực lạc là tương lai Khi gần mất là giờ này Họ vẫn chưa ngưng thở Vẫn ở nhân gian Nhưng đạt thị Nói với bà con Đó thật sự đã giảng sinh Chúng ta không thể hoài nghi Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục Giảng sinh truyện Có Đại sư Huệ Diễn Khi Đại sư Huệ Diễn Giảng sinh nói với mọi người Phật đến tiếp dẫn Thấy được thế giới cực lạc Chỉ Ngài thấy được Những người khác không thấy Không giống nơi này Nơi này được hai thế tôn Hai quốc độ gia trị Phật a di đà và Phật Thích Ca Mâu Ni gia trì Khiến ta tận mắt thấy được Tự thân mọi người cùng thấy Cơ hội đó rất khó trong truyện giảng sinh chúng ta thị chỉ họ thấy được người khác không thị bởi thì những người xung quanh huệ diễn thỉnh giáo ngàn thị giới cực lạc mà thầy thấy đó thêm dáng ra làm sao đại sư huệ diễn trả lời y hệt những gì trong kinh đã dạy cho thấy những lời Phật Thích Ca Mâu Ni không sai Khi Ngài Huệ Diễn còn tại thế Kinh điển tịnh tông chỉ có bộ kinh vô lượng thọ Tôi tin rằng Rất có khả năng Ngài dùng bản của An Thí Cao Nhưng, nhưng tiếc là bản của An Thế Cao đã thất truyền Kinh Vô Lượng Thọ tại Trung Quốc Đã có 12 lần phiên dịch Nghĩa là có 12 bản dịch không giống nhau Bây giờ chỉ còn 5 bản 5 bản có trong Đại Tạng Kinh 7 bản có một lục nhưng không tìm thấy sạch đã thất truyền Dịch phẩm của An Thế Cao là dịch ý Dòng Đại sư La Thập Rất thích hợp ý của người Trung Quốc Tôi rất thích đọc những bản kinh do Ngài phiên dịch Đại sư Nguyên Trang dịch rất nhiều trợt dịch Khi đọc chúng ta cảm thấy trúc trắc Bởi vì văn pháp Trung Quốc khác văn pháp Ấn Độ Ngài cứ dịch theo nguyên văn La thập và an thế cao lại khác Lấy ý Nên gọi là dịch ý Không phải trực dịch Rất được người Trung Quốc yêu thích Bởi thì để chứng minh cho chúng ta thấy chúng ta rất xúc động khi đọc truyện giáng sinh quý vị thấy tướng lành khi người tu hành lâm chung gồm cả chúng ta, đưa tiễn người giảng sinh trong đời này. Tận mắt thấy tưởng tốt đó. Một số người thấy người giảng sinh đi lúc đang đứng, đi trong lúc ngồi. Tôi chưa thấy nhưng những chuyện đó không phải bịa đặt biết trước giờ chứ khi tôi ở singapore hội trưởng của lâm cư sĩ ở singapore hội trưởng cử cư sĩ lâm trần quang biệt trước đây ba tháng một bên tờ báo Ông thầy viết mùng 7 tháng 8 Mùng 7 tháng 8 Viết mười mấy lần mùng 7 tháng 8 Không ai biết chuyện gì Mà cũng không ai dám thắc mắc Đúng ngày mùng 7 tháng 8 Ông mực Cách ngày ông viết đúng 3 tháng Biết trước thời gian 3 tháng Giữ tri thời trí Rất nhẹ nhàng khi đi Lúc bấy giờ tôi đang ở Singapore Trước ông mất một ngày Nhờ tôi quy y Hôm sau ông đi tôi quy y cho ông rất minh mẫn rõ ràng không mê hoặc không ngờ hôm sau ông đi Ở đây có mẹ cư sĩ Hồ Ni Ni Bà là người được độ trung ấm Bất khả tư nghị Tôi có mặt ở đó khi chuyện xảy ra Tận mắt nhìn thấy Một người đã áp vong vào bà hiện khi bà đã qua đời tình hình trong mỗi tuần đều cho chúng tôi biết bà dần dần hiểu được ban đầu là hiếu kỳ Mọi người săn sóc rất chu đáo Cuối cùng mới hiểu Muốn nghe kinh 24 giờ không được gián đoạn Mở vô lượng thọ kinh cho bà nghe Mở địa tạng kinh Nghe kinh Nghe hai tuần kinh Không kể ngày đêm Hai tuần Hai tuần rất yên ắng không có chuyện gì Sau hai tuần Người áp dòng bảo muốn nghe kinh Mới biết bà chuyên chú Cùng niệm Phật Khi gần đi Lại đến nói với mọi người Bà được hạ phẩm trung sanh Không phải chuyện gì. Khi sống không tiếp xúc Phật giáo Mãi đến sau khi trút hơi thở Mới bổ túc những sai sót Chỉ có 49 ngày 49 ngày rồi ra đi Cho mọi người biết Hạ phẩm trung sinh Khiến rất nhiều người tin tưởng Không hoài nghi pháp môn niệm Phật Phần tiếp theo nói Lại thấy những người thai sinh ở thế giới cực lạc Bị kẹt trong nghi thành Càng thấy rõ lỗi nghi hoặc Bởi thế kinh giang phần sau đã đưa ra câu hỏi chúng ta thường nói biên điện không thể nhập phẩm hạ phẩm hạ sinh mới nhập phẩm nhập phẩm mới được sự gia trì của oai thần bổn nguyện phật a di đà đều thành bồ tát bất thoái chuyển nghi thành không còn thôi bài sau chúng ta tiếp tục học Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam Mô A Di Đà Phật